Ta đã đi qua mấy con đường mòn rồi, sao không thấy bóng dáng Làng Mạc ở đâu hết? Không lẽ tối nay mình phải ngủ trong rừng hay sao? Cô gái, cô đi đâu mà lại tới cái nơi hẻo lánh vắng vẻ như vậy? Dạ, con đi lên kinh thành. Đi tới đây á thì trời sẩm tối, nhưng con chưa thấy Làng Mạc hay người qua lại. Bà cho con hỏi xóm làng còn xa không? Trời ơi, muốn qua cái Làng Mạc á thì phải qua cái khu rừng này, mà phải đi tới nửa ngày lận đó nghe. Hả? Chết rồi, không lẽ mình phải quay lại hay sao? Cô đi một mình hay là cô đi với ai? Cha con mất sớm, mẹ con thì cũng vừa qua đời, con lại không có bà con thân thích ở quê nhà, nên trước khi mất mẹ con có dặn con lên kinh thành để tìm một người bà con. Con đã đi mấy ngày nay rồi, nhưng tới đoạn đường này hẻo lánh quá, con không biết tìm nơi nào để xin nghỉ tạm. Tội nghiệp con quá, đường lên kinh thành nó còn nhiều hiểm trở lắm, cẩn thận đó nha. À, nhà lão chỉ còn có một đoạn đường nữa là tới rồi, nếu mà cô không chê nhà lão chật hẹp á thì tới đó nghỉ một đêm được không? Dạ, con cảm ơn bà. Đi, con chỉ cần có nơi ngã lưng chờ tới sáng thôi ạ. À, đi, đi, đi theo lão đi. Đi lẹ lên đi, tới nhà rồi kìa. Nhà bà ở đâu? Sao con không thấy vậy? Ở sau lùm cây đó đó. Thôi, đi lẹ mà vô nhà đi, chứ để em thôi ở đây cảm lạnh đó. Vào đây đi, con hãy nằm ngủ ở góc bếp kia đi, còn ta ra ngoài kia ta ngủ. Dạ, bà sống ở đây có một mình hả bà? Ừ, ta có một đứa con gái, nhưng nó đi đâu mấy bữa nay vẫn chưa về. Thôi, bà thấy con mệt mỏi lắm rồi, nằm nghỉ đi, bà ra ngoài bà ngủ nha. Dạ. Ừ. Tôi đang ở đâu vậy nè?
bạn kia. Sao lại ngồi ở đây? Mau mau đi đi. Đi đi, còn đứng đây chi nữa. Khoan đã. Nàng có đôi mắt tròn xe, giống như hai viên ngọc. Ruột gan nóng như lửa đốt. Không lẽ có chuyện gì chẳng lành hay sao? Tại sao lại như vậy? Khốn kiếp là thoát khỏi tay ta để được làm vợ hoàng tử hay sao? Hoàng tử đã lên ngôi vua, chết rồi, không kịp rồi. Con bé có đôi mắt đẹp quá, tại sao lúc đó ta không nhìn thấy? Chắc con thấy trời tối. Tuổi ngày cứ lo ăn như ngủ không à. Thức dậy. Con đang ngủ mà tự nhiên cho đánh thức người ta. Dậy đây, đừng ngủ nữa. Dậy làm cái gì chứ, bà già khùng. Nên dậy đi. Thức dậy để làm hoàng hậu. Đứng im. Hoàng hậu bằng cách nào? Bà già khùng. Nữa. Khùng nữa. Nghe ta nói nè, ta đang chế ra một loại bùa yêu, còn sai khiến điều gì là người đó sẽ nghe theo răm rắp. Ta sắp đặt để cho con lấy hoàng tử. Nhưng mà không ngờ đứa con gái đó là hết tay chân của ta. Trời ơi, tức ơi là tức. Đứa nào dừng lại. Đứa thức quá đi, con mồi của ta đã để nó chạy sổng mất rồi. Ba gia vô dụng. Nhưng mà ta suy nghĩ ra một cách khác hay hơn. Dẹp đi. Nhưng mà khi nào con mới được làm hoàng hậu? Chỉ hơn một tháng nữa thôi. Khi bùa yêu của ta đã được tinh luyện xong, ta sẽ đưa con vào hoàng cung. Lúc đó mẹ con ta sẽ trở thành mẫu ghê của thiên hạ. Lúc đó con sẽ trở thành hoàng hậu. Trời ơi, nhan sắc của con như vậy làm sao quyến rũ được hoàng thượng? Con muốn làm hoàng hậu, con muốn làm hoàng hậu, con phải làm hoàng hậu. Thôi được rồi, ta đã có cách. Vậy là con sẽ được làm hoàng hậu. Đúng. Yeah.
còn cái giọng cười và cái dốc dáng của con phải đi yểu điệu thục nữ mới được, biết chưa? Dạ con biết rồi thưa mẹ. Giờ đây con sẽ là hoàng hậu vợ của vua, còn ta sẽ là má vợ của vua. Vì không quen sống trong hoàng cung tù túng buồn chán nên Úc Nương xin hoàng thượng cho nàng xuất cung đi du ngoạn ở dân gian. Hoàng thượng chấp thuận và sai tùy tùng đi theo để hậu vệ cho hoàng hậu Úc Nương, phòng chuyện bất trắc xảy ra. Ta thấy mệt rồi, ngồi đây nghỉ một chút đi. Như ta thấy có điều gì khả nghi, người đây với hoàng hậu, ta đi xem thử. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng hậu ngồi đây chờ để hạ thần ra ngoài xem phải có chuyện gì ngoài. Ngươi đi đi. Dạ. Con ơi, con ơi, con ơi, con làm ơn, con làm ơn làm phước cứu giùm vợ của tôi đi con ơi. Vợ chú đang ở đâu? Dạ, dạ, vợ chồng tôi đi đốn củi, tự nhiên ở vì rừng này có cái bả ngã ngang bả xỉu mà bây giờ giống như bả gần chết đi. Con làm ơn làm phước cứu giùm vợ tôi đi con. Đi liền đi. À, ở vì rừng này đi nhanh con đi. Bà ơi, bà cho tôi hỏi, bà có thấy một ông tiều phu nào đi ngang đây không? Ông ấy nói với tôi á là vợ ông ấy bị xỉu ở bìa rừng á, nhưng mà đi một hồi tôi lạc ông ấy rồi. Tôi không thấy ông lão tiều phu nào đi hết á. Thôi tôi mời cô gái vào đây mà uống nước. Bà chủ ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô muốn hỏi cái gì ạ? Bà cho hỏi hoàng cung đi đường nào ạ? À, cô gái muốn đến hoàng cung hả? Thì ở gần đây thôi, cũng uống hết chén trà này đi, rồi tôi sẽ chỉ đường đi cho. Tại sao lại như vậy chứ? Dạ môn tâu, thần đã cho một đội quân đi tìm khắp nơi, nơi hoàng hậu mất tích, nhưng vẫn không tìm thấy. Nhà vua lo lắng cho tính mạng hoàng hậu nên cho nhiều quan binh lùng sục khắp nơi tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Vua không ngờ hoàng hậu đã bị mụ yêu tinh ám hại, và càng không ngờ khi rời hoàng cung, hoàng hậu đã mang thai.
Nàng là ai? Ở đâu đến đây? Dạ, mẹ thiếp dẫn thiếp đến thăm Kinh Kỳ. Vì ham mê ngắm cảnh nên hai mẹ con lạc nhau. Còn thiếp, vì say mê ngắm hoa nên lạc vào chốn này. Không biết ở đây là giường cấm, xin bệ hạ tha tội. Nàng có đôi mắt đẹp lắm, nhưng sao đôi mắt nàng lại giống? Sao mắt cô ấy lại giống mắt Út Nương một cách kỳ lạ? Trong cung của hoàng thượng có hàng ngàn phi tần cung nữ, chim sa cá lặn. Thần thiếp xấu xí, không giống ai đâu ạ. Không, giống lắm. Trong mắt của ta, nàng lại là người đẹp nhất. Nàng có muốn vào cung chung sống cùng với ta không? Nếu bệ hạ muốn cùng thiếp chung chăn gối thì phải cho thiếp lên làm hoàng hậu, thiếp mới đồng ý. Ta đồng ý. Út Nương được sứ ông đưa về cứu chữa, nhưng vì yêu tinh lấy đi đôi mắt nên đôi mắt mù quáng. Không lâu sau, nàng hạ sinh một bé trai đặt tên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thông minh tuấn tú nên một tuổi được sư ông dắt lên chùa dạy chữ luyện võ. Lâu lâu sư ông cho Ngọc Nhi về thăm nhà cho một con. Khi nghe sư ông nói rõ ngọn ngành mẹ mình bị yêu tinh móc đi đôi mắt, nên hoàng tử xin với ông xuống núi đi tìm mụ yêu tinh diệt trừ cứu mẹ. Đúng lúc mụ yêu tinh đang ngóng chờ cháu ngoại về thăm, nên sư ông đã tráo đổi và cho hoàng tử giả làm tiểu yêu tiếp cận mụ yêu tinh lấy lại đôi mắt cho mẹ mình. Vừa nhắc là nó đã về tới rồi, cháu yêu của bà. Cho bà ôm vào lòng một chút đi. Ê con ơi, tiểu yêu à, cháu đừng có chạy lung tung nữa, mắt của bà mờ lắm, chạy theo con không có kịp đâu. Tại sao mắt của bà lại mờ? Bà già lắm rồi, mấy trăm tuổi rồi nên mắt của bà nó đã mờ. Nhưng cháu đừng lo, ta nhắn cháu tới á là lấy cái đôi mắt kia gắn vào đôi mắt của ta. Ta vừa chế xong một loại thuốc, cháu chỉ cần nhúng đôi mắt này vào nước này, gắn vào mắt của ta thì ta sẽ có đôi mắt mới. Đôi mắt này phải không bà? Đúng rồi cháu, đó là đôi mắt của mẹ cháu đó. Cháu thấy mẹ cháu có đôi mắt mà bà. Dĩ nhiên mẹ cháu có đôi mắt đẹp rồi, nhưng mà là đôi mắt của Út Nương. Sau khi hoàng hậu đã mất tích, nhà vua mới lập mẹ con lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu bị mất tích nhưng sao đôi mắt lại nằm ở đây hả bà? Tất cả là do tự nó chuốc họa vào thân thôi. Vì nó có đôi mắt tuyệt đẹp đã làm cho hoàng thượng mê mẩn cưới về làm hoàng hậu. Trong khi ta đã chuẩn bị sẵn để chờ đưa mẹ con về hoàng cung, cho nên ta sẽ lấy đôi mắt của nó gắn vào mắt của mẹ con. Còn đôi mắt của mẹ con ta sẽ để dành cho ta. Cái nước này để làm gì cho uống hả bà? Ý, không được, không được, không được. Lấy chén nước mà đổ vào cái lọ thì đôi mắt nó sẽ trở về chủ của nó. Hai con chuột này để dành con chơi phải không bà? Không được, không được. Hai con chuột này là sinh mạng của bà và mẹ con đó. Nếu bà con đập dở nó
thì bà và mẹ con sẽ trở thành kiếp vật, không bao giờ trở lại thành người, con biết chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ không đụng tới nữa. Thôi ngồi xuống đây đi, bà cháu mình gặp lại á thì phải uống rượu ăn mừng, đúng không? Đây rượu ngon nghe con, bà cháu tao phải sai cho nghiêng ngả luôn mới được. Đây bà cháu ta lâu lâu mới gặp được nhau, bà sẽ lấy rượu thịt cho cháu ăn dưỡng nha. Đây uống đi con, uống với bà đi, uống. Cháu không biết uống rượu. Trời ơi tiểu yêu của bà, tại sao lại không biết uống rượu? Còn không uống phải không? Bà uống. Thôi bệ hạ, có một đứa bé tự xưng là hoàng tử, con của bệ hạ xin được ý kiến bệ hạ. Sao? Một đứa bé tự xưng là con ta, ai dám cả gan như vậy? Cho vào đi. Ngọc Như xin ra mắt phụ hoàng ạ. Ngươi có biết tội mạo nhận sẽ bị chém đầu hay không? Ngươi nói ngươi là con của ta, vậy ngươi có bằng chứng gì để chứng minh điều đó? Đây là ngọc bội mà ngươi đã tặng cho mẹ con trước cổng hoàng cung, lúc ngươi gặp mẹ đầu tiên ở cổng hoàng cung. Đúng rồi, đúng là ngọc bội của ta rồi. Con hãy đứng lên đi. Muôn tâu, ngươi đã hãm hại mẹ con chính là hoàng hậu nữ nương, và ta chỉ là một con chuột tu luyện hành tinh, giả dạng thành một cô gái đẹp quyến rũ phụ hoàng để được lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu nữ nương là yêu tinh à? Dạ đúng như vậy, bà ta dùng bùa phép để mê hoặc phụ hoàng, để phụ hoàng lập bà ta lên làm hoàng hậu đó. Bé kia, mày nói gì sầm bậy đó, mũi sĩ đâu, tìm nó ra chém đầu cho ta. Khoan, con hãy nói tiếp đi. Hoàng thượng, chàng đừng tin lời nó, hãy đem chém đầu nó đi. Con nữa, mẹ của bà ta còn chặn đường móc mắt mẹ con lúc mẹ con ra khỏi hoàng cung đi tìm người thân. Cũng may giờ có sư ông đến cứu kịp thời, lúc đó mẹ con mang thai con gần 2 tháng. Hoàng hậu, lời thằng bé này nói có đúng không? Hoàng thượng, chàng đừng tin lời nó. Đồ quân giả mạo, ta sẽ giết ngươi. Hoàng hậu, nàng không được làm vậy. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Không còn ai binh vực ngươi nữa đâu. Cái tội của ngươi dám chống đối ta. Đừng đập nó. Ta xin ngươi đừng. Bỏ nó xuống đi. Đồ yêu tinh hung ác, ngày tàn của mẹ con ngươi đã tới. Chúng mày không hại được ai nữa đâu. Không.
Hoàng Nhi. Của mẹ con dễ thương quá. Ủa mẹ nhìn thấy con rồi hả mẹ? Mẹ nhìn thấy con rồi. Tại sao mẹ nhìn thấy được vậy hả con trai? Tại vì hai mẹ con yêu tinh đã bị tiêu diệt. Trả lại đôi mắt sáng cho nàng. Ta thật có lỗi với nàng. Chuyện đã qua rồi, xin hoàng thượng đừng áy náy nữa. Được mấy năm qua ta luôn nhớ tới nàng, nhưng vì yêu quái che mắt cho nên ta không đi tìm nàng. Mong nàng hiểu cho ta. Thiếp luôn tin. Tại tôi thấy á, bà con gian xong á, ai cũng được hắn cho vài nén bạc. Ông là người bên đó, bộ không biết gì hết hả? Tôi biết là tôi đi xin rồi. Mà thôi, ông đừng có nói tới nói lui cái vụ này, ông biết không? Quân lính đang lùng sục quận gió khắp nơi luôn đó. Nhưng mà trả lời chủ quán. Chủ quán đâu rồi? Trời ơi, tôi mà được cho dạng ha, là bữa nay tôi đâu có ngồi đây đâu. Ủa, đúng không? Ngộ ghê. Nghe lén không nội? Nghe nào? Vậy sao đứng đây? Tưởng quý khách kêu đem trà ra, tôi đem trà ra, nghe lén nào? Kêu hồi nào, bên kia kêu kìa. Bên kia người ta kêu kìa. Tôi kêu đây. Mãi thôi làm nó ớn thiệt. Dạ, chào quý khách. Ăn gì? À, cho tao một tô mì. Dạ, một tô mì. Có liền. À, ông còn phòng không? Còn chứ. Vậy cho tao một phòng. 5 đồng đêm. Ừ. Dạ, khách sạn. Đây 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 tô mì đây. Tôi mà biết trước được như vậy á ha. Dạ, dạ mời quý khách ăn ngon miệng. Ông biết ông nói tôi sớm. Có biết quan niệm giám nói là ông nào? Mày hỏi tao, tao đâu có biết hỏi ai. Tao mà biết là tao xin rồi. Mà mày biết không? Tao không biết tao mới hỏi mày đó. Vậy hai thằng mình đều không biết thì mình hỏi ai? Ừ. Chủ quán ơi. Dạ dạ dạ. Chủ quán ơi. Dạ dạ, có chủ quán. Tai nạn của ta đâu? Dạ hồi nãy lúc mà bưng tô mì ra là cái tai nạn vẫn còn đeo ở trên vai của khách quan mà. Đúng vậy. Lúc nãy ta vừa cúi xuống ăn mì, khi mà ta nhìn lên không thấy tai nạn đâu hết. Lên quận gió này chứ không ai hết. Quận gió? Quận gió là ai? Thằng đó là quận gió. Quận gió đó. Quận gió. Quận gió. Ừ, đúng rồi. Quận gió. Là quận gió đó. Thôi chết rồi. Bao nhiêu của cải, tiền bạc của ta trong tay nãy, bây giờ định bị lấy mất rồi làm sao đây? Chủ quán à, ông thương tình cho ta ở lại đêm một đêm. Sau khi ta tìm tên quận gió lấy tại tay nãy, ta sẽ trả tiền cho ông. Vẫn chơi à?
cái chỗ quán này là cái chỗ quán trọ này là đâu phải trả tiền đàng hoàng, cái tự nhiên đâu rồi ở không ăn mì không làm sao, cái tô mì tôi không tính á là hên cho cậu lắm mà. Tôi nói cho cậu biết nha, hắn có tài xuất quỷ nhập thần á, cậu không có tìm hắn được đâu. Giải quyết gì gọn nhất, không tiền phải không? Tôi là có tấm lòng hảo tâm lắm. Biển ra khỏi quán liền. Cái tô mì này tôi không tính cho cậu là tôi tốt lắm rồi đó, thiệt không? Bây giờ coi như là giờ cậu phải ra khỏi chỗ này, mà hồi tôi tính tô mì là tôi lột đầu cậu luôn. Giờ đi ra đi à, cậu đừng có nói cái gì, đi ra chỗ này coi. Đi đi, buông cậu ta ra. Ta sẽ để cậu ấy ở cùng phòng với ta. Ta trả thêm cho ông 2 nén bạc. Ba nén được không? Ba nén ngon lành. Được. Hên lắm nha, gặp người này tao chết cho tôi. Trời ơi, ngân khố bạch kim. Tiền trong kho vua. Ông ơi, năm nay nhà mình có tiền này nữa hả? Bà có tài ngửi mùi tiền quá ha, con mắt sáng rỡ rồi kìa. Chứ sao nữa, mỗi lần mà có tiền này hả là kho tiền nhà mình nó cao lên được vài tấc vậy á. Ông, năm nay vua giao cho phủ mình làm cái gì vậy? Triều đình mới chức ngân khố, rót xuống cho phủ ta một số tiền để làm lại đường. Làm đường? Vậy là nhà mình sắp giàu to rồi. Nó nghe gì? Năm ngoái á, ông nói là ông xén chút tiền của công khi làm đường. Năm nay á, nhớ xén xén nhiều nhiều nghe. Bà này khờ quá. Ăn ít no lâu, hên là xén có một chút á, mà tiền trong kho nhà mình á hết chỗ chứa là không thấy sao? Hết chỗ chứa là tại vì có nhiều tiền, nhiều vàng bạc ông đem ông cất kỹ ở trong kho, không có cho mua sắm sửa gì hết trơn à. Ai đời làm quan mở cái nhà đơn sơ như vậy nè hả? Vợ con á thì ăn mặc quần áo hả, toàn đồ rẻ tiền không à. Lụa là gấm vóc thì cất hết ở trong kho. Sao bà không mở cái mắt lớn lên mà nhìn? Tiền này ở đâu tôi có? Tôi làm quan bổng lộc có bao nhiêu lâu đâu mà xây nhà mà khoe khoang. Bộ bà tưởng dân đen nó không có mắt hay sao? Triều đình không có mắt hay sao? Tới tay triều đình á, nhẹ á thì bị chặt đầu, còn nặng á thì bị tru di tam tộc, có biết chưa? Ông lo xa quá. Ông quan huyện ở vùng kế bên kìa, nhà to uy nghi như cung điện vậy đó, người ăn kẻ ở xếp hàng dài ra vậy đó. Bà vợ ông quan huyện đó hả, mỗi lần mà mua giải dốc hả mà dài gánh to to không à, lo cái gì đâu không. Họ phô trương vậy đó mà có thấy họ bị cái gì đâu. Cái nhà cao cửa rộng ai mà không muốn. Cái quan huyện bên đó đó, nó có họ hàng hoàng thân quốc thích nên người ta mới phô trương. Còn cái vùng của mình nè, dân thì nghèo, hạn hán thiên tai liên tục, cho nên triều đình còn cứu khổ dài dài. Tôi còn nhiều cơ hội để thu vén. Bây giờ đâu phải lúc phô trương tiền bạc, nhà cửa. Ông nói cũng đúng, mình đang có cơ hội, thôi thì mình cứ giả nghèo giả khổ để mà mình dơ vét của thiên hạ, rồi sau đó mình tính sau. Bà biết mở miệng nói đúng ý của tôi rồi đó. Với lại dân đang nghèo khổ, mà cái thằng quận gió đó, nó canh nhà giàu để nó cướp. Nó mà biết mình có tiền á, nó không có để yên đâu.
Buổi tối á chắc phải cho hai đứa canh chừng nhà mới được ông ơi. Ta không ngủ mà còn ngồi đó. Ta không ngủ được. Hành lý của ta bị tên quận gió lấy mất. Bây giờ ta không biết phải làm sao nữa. Không phải tên quận gió lấy cắp của cậu đâu. Sao huynh biết? Hành lý của ta vừa để kế bên. Chỉ có tên quận gió mới có tài xuất quỷ nhập thần lấy mất mà thôi. Ta đã nói rồi, không phải là hắn. Hắn không phải là kẻ trộm giật chảnh vậy đâu. À đúng rồi, lời đồn đại về tên quận gió có đúng như vậy không? Đồn đại à? Đồn sao? Thì người ta đồn hắn có tài xuất quỷ nhập thần, chuyên môn cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Có đúng như vậy không? Cũng không hẳn là vậy. Những người làm giàu bằng chính sức lao động của mình, quận gió không bao giờ lấy của họ làm gì. Kể ra thì hắn ta cũng là hàng chính nhân quân tử. Huynh có biết hắn ta ở đâu không? Ta muốn gặp hắn. Ta đã nói với ngươi, quận gió không lấy cắp của cậu đâu, mà cậu tìm chỉ cho mệt. Quận gió chỉ lấy của những kẻ tham quan ô lại, những kẻ làm giàu trên sức lao động của người khác mà thôi. Nhưng lẽ ra anh ta không nên làm như vậy. Tại sao? Vì làm như vậy anh ta sẽ mang tiếng là kẻ ăn trộm. Mà ăn trộm là tội phạm, là trọng tội của triều đình đó. Ngươi làm gì ở ngoài đó? Dạ không có, vô hỏi một cánh của ăn mì không? Ngươi! À, không phải vậy, xin tìm phòng trọ á. Trời ơi. Tiền đi, biến màu, đừng làm phiền ta nữa. Dạ, có tiền thì đi, đứng đi làm chi? Đóng cửa! Chúng ta là khách, tại sao không đi cửa trước mà lén lút đi phía sau cứ như là ăn trộm vậy? Tên kia là tay chân của quan huyện, đang chờ lá tin tức của quân gió đó. À, ra là vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu? Ta sẽ đưa cậu đến một nơi để chứng minh lời nói của ta, tại sao quân gió đi ăn trộm mà không trình báo quan. Đừng nói là huynh chính là quận gió nha. Tao ngủ, mày thức. Ngồi tao thức tao canh mày ngủ. Không được đâu. Quan lớn dặn á là tao với mày phải thức suốt đêm canh. Không được. Nhưng mà mày không nói thì ai biết. Mày ngu quá, mày thức canh sao nổi. Bây giờ thay phiên nhau thức đi. Vậy là bây giờ mày ngủ. Ừ. Tao canh. Ừ. Rồi chút nữa tao ngủ, mày canh. Ừ, ừ, ừ. Vậy cũng được. Ừ. Ngủ đi, ngủ đi. Nhớ canh nha mày. Ừ.
Sao anh rành rẽ đi nhanh cứ như nhà của mình vậy? Ta đến đây tham quan một vài lần rồi. Cậu xem đi. Thật không ngờ tên quan nguyện ở đây có nhiều vàng bạc như vậy. Ngự khố bạch kim, tiền trong cung vua đây mà. Tại sao hắn lại có nhiều như vậy? Còn có cả khạp nữa. Hắn lạm dụng của công, tiền vua ban, hắn bớt xén và bòn mót, tiền ăn hối lộ, lấy ở đâu ra? Đúng rồi, bổng lộc làm quan tuy có, nhưng không thể nhiều như vậy được. Chắc là hắn đã ăn cắp của công. Nhưng tại sao không ai tố hắn vậy? Ai dám tố chứ? Dân đen thấp cổ bé hồng, họ chỉ mong được làm ăn yên ổn. Ta tin chắc chắn là kẻ đứng sau lưng hắn bao che dùng túng trắng, hắn mới dám bớt xé ngự khố của triều đình nhiều đến như vậy. Ta không ngờ quan ở phủ này lại tệ hại như vậy. Bây giờ cậu tin ta chưa? Tiền này hắn lạm dụng của công, hắn không đổ bất cứ một giọt mồ hôi nước mắt nào. Bây giờ cậu có thể lấy bất cứ bao nhiêu cũng được để làm lộ phí đi được. Cậu lấy đi. Không. Tại sao chúng ta không vạch mặt hắn để triều đình trị tội hắn? Triều đình nào đến được cái xứ này chứ? Cái gì mà lục lục trong này? Theo tao vô đây tụi bay. Vô 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 coi ông. Tiếng động mạnh ở trong kho mà. Tôi cũng nghe nữa. Lũ chuột dạo này sao nó phá quá. Ông, chuột gì mà sao nó lớn thì ghê vậy? Chuột trống. Công nhâm. Ừ, thôi đi ngủ rồi. Đi. Ờ. Phước quả song hành, phước quả song hành, phước quả song hành. Ông nói ai phước vậy? Phước quả song hành, tôi đợi bà đã lâu. Đợi tôi? Tôi biết bà đang gặp phước quả song hành. Phước quả song hành là sao? Nhưng nhìn mắt bà, tôi thấy đường tài lộc rộng mở, tiền bạc giàu ào ào như nước. Nhưng sao? Nhưng trong nhà có nhiều quan gia trái chủ đến quấy phá đòi nợ. Quan gia trái chủ? Ta nhớ ta cúng kiến thường xuyên mà. Tại sao lại có quan gia trái chủ tới quấy phá? Biết đâu ông bà đang tạo nghiệp ác mà vô tình không biết thì sao? Tạo nghiệp ác mà vô tình không biết à? Tạo nghiệp ác mà không trả, đó là quả. Mà quả đến mà không kịp giải hạn thì chuyện nhỏ cũng hóa thành chuyện lớn. Vì quan gia đó có thể hóa thân thành những con vật hết sức bình thường, nhưng sẽ gây quả lớn. Giống như con chuột hết sức bình thường, nhỏ nhen, nhưng nó mà cắn phá thì hết sức là khủng khiếp. Chuột cắn? Đúng rồi. Không không, tôi chỉ nói ví dụ thôi mà. Không 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 không, thầy nói đúng lắm. Hiện giờ nhà ta đang có quan gia trái chủ quấy phá. Vậy hả? Mời thầy về nhà tôi, tôi có chuyện cần nhờ. Dừng. Rồi, cái câu chuyện của tôi, một chút, cái câu chuyện của tôi.
chạy đâu Ông chạy theo. Tụi bay ở lại một thằng theo tao. Giam đôi vợ chồng tham quan này cho ta. Dạ. Đó, lên nhau. Bắt giờ đây em. Ông ơi, cho em. Tiêu đời chứ ông sao ơi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Xong rồi, như này là xong rồi. Thanh hãy ra ngoài, chờ ta. Xin tuân lệnh. Quỳnh ra đi. Bái kiến hoàng thượng. Sao Quỳnh khách sáo quá vậy? Đây là đầu tiên quận gió ta có mắt như mù. Không ngờ một chàng thư sinh lại là một vị hoàng đế anh binh. Xin hoàng thượng tha tội. Nếu ta giả dạng dân thường mà ai cũng biết được thì làm sao ta giả dạng để di hành được chứ? Hoàng thượng anh binh, chắc người đã hiểu được nỗi thống khổ của dân làng. Ta sẽ dẹp hết bọn tham quan ô lại, hà hiếp dân lành. Ngươi hãy yên tâm mà theo ta vào hoàng cung, ta sẽ phong thưởng cho ngươi. Xin hoàng thượng tha tội. Thần sống quen cảnh chim trời, thích đi đâu thì đi, thích đến thì đến. E rằng thần không quen cái nguyên tắc của trong cung đình. Nhưng hoàng thượng yên tâm, ngài đã cho tôi thấy ngài là một đấng anh minh. Quân gió tôi sẽ không làm một điều gì phạm pháp với triều đình nữa. Ta rất mừng vì huynh đã hiểu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Huynh phải nên tôn trọng. À, các bạn bốn chân của huynh đâu mất rồi? Chúng vẫn còn ở đây, chắc chắn phải trả chúng về nơi chúng sinh ra. Chúng đâu còn gì giúp thần nữa đâu. Nếu huynh không thích cuộc sống trong cung thì ta cũng không ép. Huynh có thể đi. Cáo từ hoàng thượng. Mong sớm gặp huynh. Cảm ơn.